Cảm ơn quý vị. Trong buổi sáng khởi đầu ngày mới, tuần mới, chúng tôi rất là hân hạnh được quý vị đồng hành để cập nhật những thông tin vấn đề thời sự. Ngày mới cũng sẽ là nơi để chúng ta gặp gỡ những nhân vật, những câu chuyện, chia sẻ thú vị, hữu ích về muôn mặt của cuộc sống xã hội quanh ta. Trước khi bắt đầu chương trình thì chúc quý vị một ngày làm việc đầu tuần hiệu quả và nhiều niềm vui. Thưa quý vị, nghề lưới kéo là nghề chủ yếu khai thác tầng đáy, mang tính chất hủy diệt, gây ảnh hưởng lớn đến nguồn lợi hải sản. Theo quy hoạch phát triển ngành nông nghiệp tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030, Bà Rịa Vũng Tàu sẽ cấm hoàn toàn nghề lưới kéo. Cũng theo quy hoạch tàu cá phân theo nhóm nghề thì đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh sẽ không còn tàu lưới kéo. Tuy nhiên đến nay, việc chuyển đổi nghề cho các chủ tàu lưới kéo hiện đang gặp nhiều khó khăn. Nguyên nhân vì sao và giải pháp nào để tháo gỡ, Gõ Cửa sáng nay sẽ đề cập. Chia sẻ sáng nay cũng sẽ giới thiệu đến quý vị về mô hình nuôi tôm trên ruộng muối đang phát huy hiệu quả kinh tế cao tại phường 12 thành phố Vũng Tàu. Còn bây giờ như thường lệ, mời quý vị cùng điểm lại những tin tức sự kiện đã diễn ra trong 24 giờ qua. Ngân hàng Thế giới phê duyệt khoản vay 84,4 triệu đô la Mỹ cho Việt Nam. Thu ngân sách ngành hải quan Bà Rịa Vũng Tàu lao dốc theo giá dầu. Tăng cường đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy tại các cơ sở kinh doanh khí ga. Bà Rịa Vũng Tàu triển khai hỗ trợ tiểu thương bị ảnh hưởng dịch Covid-19. Mở đầu phần thông tin cập nhật 24 giờ qua là những thông tin về lĩnh vực kinh tế. Thưa quý vị, Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam vừa đồng ý khoản vay có tổng mức là 84,4 triệu đô la Mỹ hỗ trợ chính phủ Việt Nam. Khoản vay này nhằm hỗ trợ Việt Nam thực hiện cải cách chính sách đa ngành, qua đó tăng cường khả năng ứng phó với biến đổi khí hậu trên cơ sở bảo vệ các nguồn tài nguyên thiên nhiên, phát triển giao thông và năng lượng xanh. Khoản vay cũng giúp Việt Nam đối phó với đại dịch Covid-19 thông qua hỗ trợ ngân sách từ nguồn vốn vay ưu đãi và các chính sách khác ứng phó với đại dịch. Theo đánh giá của Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam, hiện tại Việt Nam đã xây dựng chương trình ứng phó với biến đổi khí hậu làm tiền đề cho việc thực hiện các cam kết quốc gia về biến đổi khí hậu, bao gồm cắt giảm 8% lượng phát thải khí nhà kính trong giai đoạn 2020-2030, hoặc tới 25% trong điều kiện có sự hỗ trợ quốc tế, và các mục tiêu về thích ứng với biến đổi khí hậu, trong đó yêu cầu lồng ghép ứng phó biến đổi khí hậu vào 90% kế hoạch phát triển kinh tế xã hội dài hạn, giảm lãi suất hỗ trợ doanh nghiệp. Đó chính là lý do Ngân hàng Thế giới đồng ý cho chính phủ Việt Nam tiếp tục vay 84,4 triệu đô la Mỹ nhằm tăng cường khả năng ứng phó với biến đổi khí hậu. Theo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, đến nay đã có gần 1 triệu tỷ đồng đã được các tổ chức tín dụng thực hiện giảm lãi suất nhằm hỗ trợ doanh nghiệp chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cho biết các tổ chức tín dụng đã cơ cấu lại thời hạn trả nợ cho hơn 215.000 khách hàng với dư nợ 138.000 tỷ đồng, miễn giảm hạ lãi suất cho hơn 320.000 khách hàng với dư nợ gần 1,13 triệu tỷ. Cho vay mới lãi suất ưu đãi với doanh số lũy kế từ ngày 23 tháng 1 đến nay đạt hơn 659.000 tỷ đồng với hơn 188.000 khách hàng, lãi suất thấp hơn phổ biến từ 0,5 đến 2,5% một năm với trước dịch. Trên thực tế, nhiều doanh nghiệp cũng đã tiếp cận được vốn vay với lãi suất thấp hơn lãi suất ngân hàng quy động kỳ hạn một năm. Bên cạnh các chính sách giảm lãi suất, ứng dụng công nghệ số để giải quyết nhanh các thủ tục, đề xuất của doanh nghiệp cũng được các ngân hàng triệt để thực hiện. Một thông tin kinh tế đang được nhiều người quan tâm. Thưa quý vị, Bộ Tài chính đã công bố dự thảo nghị định quy định mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô sản xuất lắp ráp trong nước. Theo dự thảo của Bộ Tài chính, mức thu lệ phí trước bạ lần đầu đối với xe ô tô, rơ móc hoặc sơ mi rơ móc được kéo bởi ô tô và các loại xe tương tự được sản xuất lắp ráp trong nước bằng 50% mức thu lệ phí trước bạ so với quy định hiện hành. Hiện mức phí trước bạ khách hàng phải chi trả là 10-12% tùy theo địa phương. Như vậy, khách hàng sẽ được giảm 5-6% chi phí sở hữu xe nếu nghị định có hiệu lực. Với những xe sắp xỉ 1 tỷ đồng, khoản được giảm tương đương là 50-60 triệu đồng. Dự kiến nghị định mới sẽ có hiệu lực ngay sau khi được ký ban hành và có hiệu lực thi hành đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2020. Kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2021, mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô sẽ trở lại như cũ. Với việc Bộ Tài chính công bố dự thảo nghị định, người mua xe có quyền hy vọng về việc phí trước bạ ô tô giảm 50% sẽ chính thức có hiệu lực. Tiếp theo là một thông tin vui cho nông dân trồng lúa.
Thưa quý vị, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết, giá gạo xuất khẩu của Việt Nam đã chạm mức cao nhất trong hơn 8 năm trong bối cảnh các nhà giao dịch khó có thể đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng và mưa lớn đang làm ảnh hưởng đến hoạt động thu hoạch ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, giá gạo 5% tấm của Việt Nam đã tăng lên 475 đô la Mỹ một tấn hôm 4 tháng 6, mức cao nhất kể từ đầu năm 2012, so với mức 450 đến 460 đô la Mỹ một tấn trong tuần trước đó. Một nhà giao dịch tại thành phố Hồ Chí Minh cho biết, nhu cầu gạo xuất khẩu vẫn cao trong khi nguồn cung hạn hẹp. Theo Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, giá dầu thô giảm xuống mức thấp nhất trong lịch sử đã khiến cho công tác thu ngân sách của ngành hải quan Bà Rịa Vũng Tàu gặp nhiều khó khăn. Cục Hải quan Bà Rịa Vũng Tàu cho biết trong các tháng đầu năm nay, giá dầu thô giảm mạnh ở mức khoảng 30 đô la Mỹ một thùng, thậm chí thời điểm giá giao dịch giảm về âm đã tác động bất lợi đến công tác thu ngân sách của đơn vị. Trong 6 tháng đầu năm, số thu từ mặt hàng dầu thô xuất khẩu ước đạt 1.556 tỷ đồng. Dự kiến năm 2020, tổng lượng dầu thô xuất khẩu qua các cửa khẩu của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu là 4,6 triệu tấn, cao hơn năm 2019 là 1,1 triệu tấn. Tuy nhiên, do giá dầu thô giảm sâu, nên số thu từ mặt hàng này dự kiến chỉ đạt 2.480 tỷ đồng, giảm 550 tỷ đồng so với năm 2019. Ngoài mặt hàng xăng dầu, trong năm 2020, số thu từ nhiều mặt hàng xuất khẩu, nhập khẩu khác như sắt thép, nông sản, máy móc thiết bị nhập khẩu trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cũng giảm mạnh, từ 14% đến hơn 50%. Thưa quý vị, để phòng chống dịch COVID-19 lây lan, trong tháng 4, tất cả các quầy sạp kinh doanh các mặt hàng không thiết yếu tại các chợ trên địa bàn tỉnh đều đóng cửa. Đây là biện pháp cần thiết, song cũng gây nhiều khó khăn cho các hộ tiểu thương và hoạt động của ban quản lý các chợ. Bên cạnh đó, dù xã hội đã trở lại giai đoạn bình thường mới, nhưng hoạt động kinh doanh tại các chợ vẫn chưa thể phục hồi nên khó khăn vẫn kéo dài. Trước tình hình trên, thì ngành công thương đang tích cực rà soát, thống kê thiệt hại để triển khai chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết 42 của Chính phủ. Trên địa bàn tỉnh có 88 chợ, trong đó có 3 chợ hạng 1 và 13 chợ hạng 2. Còn lại là chợ hạng 3 và chợ tạm. Trong thời điểm dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, tất cả các quầy sạp kinh doanh hàng hóa không thiết yếu tại các chợ đều đóng cửa. Đến nay, dù xã hội đã bước vào giai đoạn bình thường mới, song hoạt động kinh doanh vẫn ảm đạm, với doanh thu sụt giảm mạnh so với thời điểm trước dịch. Điều này khiến nhiều hộ tiểu thương lâm vào cảnh khó khăn. Để hỗ trợ cho các tiểu thương, hộ kinh doanh buôn bán tại các chợ công lập, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ban hành công văn số 4826/2020 về việc giảm giá nước sạch sinh hoạt, giá dịch vụ, phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh. Theo đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh sẽ miễn thu giá thuê mặt bằng tại chợ trong tháng 4 và giảm 50% mức thu giá trong 2 tháng 5 và 6. Đối với các chợ có mức thu không đủ bù chi trong thời gian diễn ra dịch bệnh COVID-19, Ủy ban Nhân dân tỉnh sẽ hỗ trợ 100% số tiền bị thiếu hụt. Nguồn kinh phí hỗ trợ được lấy từ nguồn ngân sách nhà nước. Hiện tại, Ban Quản lý các chợ đang tiến hành rà soát, lập danh sách tiểu thương để đề xuất hỗ trợ. Dự kiến sẽ có khoảng 3.000 tiểu thương tại các chợ công trên địa bàn tỉnh được hỗ trợ. Và việc hỗ trợ sẽ hoàn tất vào đầu quý 3 năm nay. Thì Ban Quản lý chợ chúng tôi cũng đã tổ chức tuyên truyền chỉ đạo cho lực lượng trật tự, các tổ nghiệp vụ thu phí để đi đến từng hộ tiểu thương thông báo cho các hộ tiểu thương biết về vấn đề là miễn giảm, và đề nghị các hộ tiểu thương là làm các cái hồ sơ thủ tục liên quan, tức nghĩa là đơn để mình xin được cái miễn giảm. Và hiện tại bây giờ Ban Quản lý chợ chúng tôi cũng đã và đang lập các cái danh sách, lập danh sách để gửi về cho phòng tài chính kế hoạch, tham mưu cho Ủy ban Nhân dân thành phố để trình cho tỉnh để xem xét. Chúng tôi với cái tâm thế chủ động đã chỉ đạo cái việc điều tra, thống kê và lập danh sách các cái hộ phải ngưng nghỉ trong cái việc mà ảnh hưởng của dịch Covid đối với các ngành hàng và các cái đối tượng chủ thể mà nằm trong cái diện được xét miễn giảm, để phụ cho cái việc xét miễn giảm khi mà có cái chỉ đạo của cơ quan có thẩm quyền để đáp ứng cái một cách kịp thời, nhanh nhất và công khai minh bạch với bà con. Nhận được thông tin nhà nước cũng lo được một phần nào cho mình, nên trong cái tháng mấy đó là đã lỗ không mà bây giờ thì ra chợ này thì cũng như là cầm cự thôi. Nên hỗ trợ được phần nào thì người dân đỡ được phần đó. Các tiểu thương mong muốn chính quyền tháo gỡ những khó khăn về thủ tục, tiến độ rà soát, thống kê
để đẩy nhanh hơn nữa gói hỗ trợ, giúp tiểu thương có thêm nguồn lực để khôi phục kinh doanh. Thưa quý vị, nhằm góp phần giúp nông dân tăng thu nhập, đẩy mạnh liên kết trong sản xuất, hạn chế rủi ro trong chăn nuôi và trồng trọt, thời gian qua, Hội Nông dân tỉnh đã xây dựng và phát triển các mô hình chi tổ hội nghề nghiệp. Qua một thời gian hoạt động thì nhiều mô hình đã cho hiệu quả thiết thực. Tổ hội nghề nuôi cá nước ngọt xã Suối Rào, huyện Châu Đức được thành lập năm 2017 với 11 hội viên. Tham gia tổ hội, các tổ viên được liên kết chia sẻ giúp đỡ nhau về giống kỹ thuật. Đặc biệt, tổ viên được tổ hội tín chấp tạo điều kiện cho vay gần 3 tỷ đồng từ Quỹ Hỗ trợ Nông dân và từ Ngân hàng Chính sách Xã hội. Đồng thời, tổ hội cũng ký hợp đồng bao tiêu toàn bộ sản phẩm cá nước ngọt trong tổ hội với hợp tác xã Len của xã Láng Dài, huyện Đức Đỏ. Nói chung là việc thành lập tổ hội thì của chúng tôi là rất là có ích trong cái việc là anh em là hỗ trợ nhau trong quá trình sản xuất, đặc biệt là quá trình thu hoạch, rồi chuyển giống và lựa chọn sàng lọc giống, cũng như những khi thời vụ có những khó khăn về của từng tổ đội, chia sẻ nhau về nguồn vốn, con cá giống. 5 năm trở lại đây, nghề nuôi trồng nấm đã và đang mang lại thu nhập cao và ổn định cho nhiều nông dân. Để cây nấm phát triển bền vững, cách đây 3 năm, khi Hội Nông dân tỉnh triển khai đề án 24 của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam về xây dựng chi tổ hội nghề nghiệp, các hộ trồng nấm nhỏ lẻ trên địa bàn tỉnh đã từng bước liên kết sản xuất với nhau. Trong đó, có tổ hợp tác trồng nấm của xã Xà Bang, huyện Châu Đức với hơn 20 tổ viên. Tham gia tổ hội, các hộ trồng nấm đã hỗ trợ nhau về kinh nghiệm, chuyển giao kỹ thuật, về nguồn giống và cả đầu ra, nên chất lượng nấm được đảm bảo, không bị thương lái ép giá. Cái ngành làm nấm này nhộn ra thì là giá cả rất là ổn định, mà có thể là đặc biệt như cái giá cả năm nay hiện bây giờ đang gần 90.000 đồng trên 1 kg nấm mèo. Tính đến nay, trên địa bàn tỉnh có 198 tổ nghề nghiệp với hơn 2.500 thành viên. Các tổ hội đã giúp cho 58 nhóm hộ nông dân và 708 tổ viên vay hơn 2.330 tỷ đồng từ Quỹ Hỗ trợ Nông dân để phát triển sản xuất kinh doanh. Qua kiểm tra đánh giá, đa số các dự án, mô hình đều hoạt động có hiệu quả, mang lại thu nhập ổn định cho tổ viên, đặc biệt là đã góp phần tăng tính liên kết, tổ chức sản xuất theo chuỗi giá trị hàng hóa, sản phẩm làm ra có chất lượng cao. Do đó, trong thời gian tới, Hội Nông dân tỉnh sẽ tiếp tục xây dựng và nhân rộng mô hình chi tổ hội nghề nghiệp, đồng thời tạo điều kiện cho các chi tổ được dây vốn để mở rộng các mô hình sản xuất trong trồng trọt và chăn nuôi, hỗ trợ xây dựng nhóm tổ liên kết 4 nhà theo hình thức chuỗi giá trị để tạo tiền đề cho việc thành lập các tổ hợp tác xã, góp phần phát triển và nâng cao kinh tế tập thể, tăng thu nhập cho nông dân. Thưa quý vị, hiện nay tại hầu hết xã phường thị trấn trên địa bàn tỉnh đều có cơ sở kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng LPG hay còn gọi là khí ga, đáp ứng được nhu cầu của người dân. Tuy nhiên, đa phần các cửa hàng kinh doanh LPG đều ở ngay trong khu dân cư, nên nếu chẳng may có sự cố cháy nổ thì hậu quả sẽ rất khó lường. Do đó, để góp phần đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ, lực lượng chức năng của tỉnh đang tập trung kiểm tra hoạt động kinh doanh ga trên địa bàn tỉnh. Đầu tháng 5 vừa qua, một cửa hàng kinh doanh ga nằm trên địa bàn phường 9 thành phố Vũng Tàu bị chập điện xảy ra cháy. Mặc dù vụ cháy không gây thiệt hại về người, nhưng đã làm dấy lên sự lo ngại về mức độ an toàn của các cơ sở kinh doanh ga nằm trong khu dân cư, nhất là trong thời điểm nắng nóng gay gắt như hiện nay, nguy cơ xảy ra cháy nổ luôn tiềm ẩn. Theo số liệu thống kê của Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh, trên địa bàn tỉnh hiện có gần 350 cửa hàng kinh doanh ga. Hiện nay, các trạm sang chiết và kho chứa khí LPG trên 1 tấn bị cấm hoạt động trong khu dân cư. Tuy nhiên, chưa có quy định cấm kinh doanh ga trong dân cư. Các điểm kinh doanh ga lại do các huyện, thị xã, thành phố cấp giấy phép kinh doanh và được Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ thẩm duyệt về công tác bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy. Tuy nhiên, qua kiểm tra, lực lượng phòng cháy chữa cháy cũng phát hiện một số cơ sở kinh doanh ga chưa mua bảo hiểm cháy nổ theo quy định, tự ý lắp thêm các thiết bị điện, chiếu sáng không đúng theo phê duyệt, tổ chức đun nấu sinh hoạt trong khuôn viên cửa hàng. Kiên quyết xử lý và đình chỉ các cửa hàng kinh doanh và các cái cơ sở nếu vi phạm về phòng cháy cháy mà đã được nhắc nhở mà không thực hiện thì chúng tôi sẽ kiên quyết là đình chỉ không cho hoạt động đối với các cửa hàng này để đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy. Đặc biệt là các cái cửa hàng mà kinh doanh trong các khu dân cư đông đúc thì phải đảm bảo tuyệt đối an toàn về. Để đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy đối với các cơ sở kinh doanh ga,
việc tuyên truyền đến các chủ cơ sở cửa hàng kinh doanh ga chấp hành nghiêm các quy định đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ là điều cần thiết. Bên cạnh đó, cần tăng cường công tác kiểm tra giám sát để chấn chỉnh, khắc phục những thiếu sót của cơ sở nhằm hạn chế nguy cơ cháy nổ, bảo đảm an toàn về tính mạng và tài sản cho người dân. Quý vị đang theo dõi chương trình Ngày Mới, tiếp tục chương trình là phần cập nhật những thông tin thế giới. Bản tin thế giới 360 độ sáng thứ hai đầu tuần có gì đáng quan tâm, hãy cùng chúng tôi điểm qua ngay sau đây. Hãng hàng không lớn nhất Mỹ Latin sa thải 1.000 nhân viên. Một số nước mở cửa đón khách du lịch. Báo động nạn châu chấu sa mạc ở Somalia. Siết chặt quản lý bãi biển trên thế giới. Thông tin đầu tiên là kế hoạch tái cơ cấu nhân sự để giảm thiệt hại trước sự ảnh hưởng của dịch Covid-19 từ hãng hàng không lớn nhất Mỹ Latin, LATAM. Hãng hàng không LATAM cuối tuần qua đã thông báo buộc phải sa thải thêm 1.000 nhân viên tại các chi nhánh ở Chile, Colombia và Peru do những hậu quả nặng nề của đại dịch Covid-19. Đây cũng là lần cắt giảm nhân viên thứ 3 liên tiếp của LATAM chỉ trong vòng 3 tuần qua. Lãnh đạo hãng hàng không LATAM cho biết không thể cam kết không tiếp tục thu hẹp quy mô hoạt động bởi khả năng ngành hàng không sẽ phải mất tới 3-4 năm để phục hồi trở lại. Hãng này hy vọng sẽ được chính phủ Chile hỗ trợ bởi LATAM chiếm vị trí quan trọng đối với nền kinh tế Chile nói chung và là một công ty chiến lược của chính phủ Chile nói riêng. LATAM cung cấp việc làm cho 42.000 người tại tất cả các chi nhánh trong khu vực. Song hiện hãng đã phải cắt giảm tới 95% các hoạt động và chỉ gần 5.000 nhân viên. Hôm 26 tháng 5, LATAM đã nộp đơn xin bảo hộ phá sản, trở thành hãng hàng không lớn nhất phải tìm cách tái cơ cấu hoạt động khẩn cấp do dịch bệnh. Song song với các biện pháp kiểm dịch chặt chẽ, một số nước trên thế giới đã bắt đầu chuẩn bị cho việc mở cửa đón du khách nước ngoài nhằm phục hồi ngành công nghiệp không khói sau thời gian dài bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi đại dịch Covid-19. Chính phủ Sri Lanka cho biết sẽ mở cửa đón du khách nước ngoài từ tháng 8 với sự giám sát chặt chẽ bao gồm xét nghiệm các loại virus corona trong suốt thời gian lưu trú tại nước này. Khách du lịch có thể tới Sri Lanka từ ngày 1 tháng 8, song phải có giấy chứng nhận không mắc Covid-19, được cấp không quá 72 giờ trước khi khởi hành. Thậm chí là dù chỉ có giấy chứng nhận này, du khách vẫn phải lấy mẫu xét nghiệm virus tại khoang khách ở sân bay. Kiểm tra bổ sung sẽ hoàn tất trong vòng 4-5 ngày, sau đó tùy theo thời gian lưu trú của du khách. Trong khi đó, quần đảo Polynesia, vùng lãnh thổ hải ngoại của Pháp ở Nam Thái Bình Dương sẽ mở cửa đón du khách quốc tế vào tháng 7 tới, nhằm vực dậy ngành du lịch trọng yếu. Cụ thể, kể từ ngày 15 tháng 7, quần đảo sẽ một lần nữa tiếp nhận các đoàn khách du lịch nước ngoài từ các thị trường chính ở châu Âu và Mỹ. Ngoài ra, kể từ ngày 3 tháng 7, tất cả người dân trên đảo sẽ được phép quay trở về và các lệnh hạn chế cách ly đối với những người nhập cảnh sẽ được nới lỏng. Đến nay, quần đảo ghi nhận 60 ca nhiễm và chưa có ca tử vong. Thưa quý vị, lần đầu tiên quốc gia Mỹ Latin Venezuela được tiếp cận với ứng dụng giao đồ ăn có tên gọi là Yumi. Phương thức giao hàng tới tận tay khách hàng này đang là cứu cánh của nhiều nhà hàng tại thủ đô Caracas khi hầu hết các dịch vụ không thiết yếu đã phải đóng cửa do dịch bệnh Covid-19. Từng là một nhân viên pha chế tại một quán bar ở thủ đô Caracas của Venezuela, giờ anh John Gonzalez đang làm công việc của một nhân viên giao đồ ăn cho ứng dụng Yumi. Khi các quán bar phải tạm dừng đón khách, công việc này giúp anh có thu nhập khá ổn định. Một ngày, anh Gonzalez có hàng chục đơn hàng, đồng hành với một chiếc coaster điện để di chuyển trong thành phố. Phương tiện lý tưởng trong bối cảnh khan hiếm xăng dầu. Xăng giờ quý như vàng, do đó chiếc xe điện này là một lựa chọn không tồi. Có thể dễ dàng tránh được những đoạn đường tắc, cũng không mất thời gian đổ xăng. Yumi đã hoạt động tại Venezuela được 8 tháng, phát triển mạnh vào thời điểm dịch Covid-19 bùng phát. Người sáng lập Yumi cho biết rất tự hào về ứng dụng này đã giúp tạo công ăn việc làm cho hàng ngàn người dân Venezuela. Yumi hiện tăng trưởng từ 20-40% mỗi tuần. Các nhà phát triển cũng thường xuyên cập nhật thêm các tính năng mới để có thể phục vụ tốt hơn cho những khách hàng đang phải ở nhà mà vẫn muốn thưởng thức những món ăn ngon.
Hôm nay 8 tháng 6, tại thủ đô Moscow của Nga, Festival sách thường niên mang tên là Quảng trường đỏ khép lại. Festival này được tổ chức nhân kỷ niệm ngày sinh của đại thi hào Nga Alexander Pushkin, đồng thời cũng là sự kiện quần chúng quy mô lớn đầu tiên được tổ chức tại Moscow sau khi chính quyền nới lỏng cách ly giai đoạn 2. Festival Quảng trường đỏ lần thứ 6 diễn ra trong 3 ngày 6, 7 và 8 tháng 6, ước tính thu hút hàng chục ngàn lượt người tham dự. Dù Moscow được cho là đã qua đỉnh dịch, song để đảm bảo an toàn, festival chỉ mở cửa theo từng đợt, mỗi đợt cách nhau 2 giờ với không quá 1.200 người mỗi đợt, đảm bảo một ngày không có quá 6.000 khách. Trong khi đó, khách tham dự phải đo nhiệt độ, sử dụng khẩu trang, găng tay và tuân thủ khoảng cách quy định. Dù thu hẹp quy mô, festival vẫn có sự tham dự của hơn 200 nhà xuất bản trên khắp nước Nga. Dự kiến ít nhất 10% lợi nhuận từ doanh thu bán sách trong dịp này sẽ được sử dụng để gây quỹ hỗ trợ các bệnh nhân COVID-19 và các bác sĩ y tá. Ban tổ chức cũng hy vọng festival sẽ mang đến cho những người yêu thích sách những trải nghiệm lý thú sau chuỗi ngày cách ly xã hội. Chuyển sang những lĩnh vực khác, thưa quý vị, Tổ chức Lương Nông Liên Hiệp Quốc, gọi tắt là FAO, cuối tuần qua đã đưa ra cảnh báo về sự xâm nhập của châu chấu sa mạc ở Somalia đã đến giai đoạn nguy hiểm. Trích dẫn báo cáo mới công bố, Tổ chức Lương Nông Liên Hợp Quốc FAO cho biết, các dải ấu trùng châu chấu sa mạc đã được tìm thấy tại các khu vực sản xuất nông nghiệp ở các bang Somaliland và Puntland ở miền Bắc Somalia, cũng giống như Ganmundum ở miền trung nước này. Theo đó, những cơn mưa liên tục làm trầm trọng thêm tình hình, kết hợp với thảm thực vật sẵn có, sẽ thúc đẩy sự phát triển của thế hệ châu chấu mới. Các chuyên gia của Liên Hợp Quốc nhận định thế hệ châu chấu sa mạc mới sẽ có sức tàn phá khủng khiếp, gấp 20 lần so với đợt châu chấu sa mạc vài tháng trước đây. Chúng có khả năng tàn phá hoàn toàn những diện tích cây lương thực và hoa màu mới được trồng trên toàn Somalia. Hiện FAO đã làm việc với Somalia, các quốc gia thành viên và các tổ chức phi chính phủ để thảo luận cách thức ngăn chặn đàn châu chấu sa mạc này. Thưa quý vị, việc quản lý bãi biển là bài toán khó không chỉ của Việt Nam mà của nhiều nước trên thế giới. Chính vì thế, tại nhiều bãi biển nổi tiếng cũng đã phải đưa ra những quy định nghiêm về việc sử dụng rượu bia hay là những hoạt động làm mất mỹ quan chung tại đây. Đúng là như vậy, bởi vì suy cho cùng thì bãi biển không của riêng ai và quyền được thư giãn và tận hưởng không khí trong lành của biển cả thuộc về tất cả mọi người. Câu chuyện xây dựng nếp sống văn minh đô thị này sẽ khép lại phần thông tin thế giới trong ngày mới hôm nay. Trong bối cảnh đại dịch COVID-19 bùng phát như hiện nay, để tránh sự tập trung đông đúc của người dân trên bãi biển cũng như bảo vệ mỹ quan chung, chính quyền bang Florida của Mỹ và ban quản lý biển Coquapic đã đưa ra một số giải pháp như cấm sử dụng đồ uống có cồn trên bãi biển. Theo lệnh cấm, những người vi phạm sẽ bị phạt $500 cho hành vi mang bia rượu đến bãi biển. Tôi buộc phải đưa ra lệnh cấm này để hạn chế số người đến đây ít nhất có thể. Do đây là lệnh mới nên nhiều gia đình chưa để ý đến các biển cấm. Nhiều người mang bia rượu đến rồi lại phải mang về xe để cất vì không muốn bị phạt. Thật tiếc chúng tôi phải mang về xe để tránh bị phạt. Đa số khách du lịch đều đồng tình với lệnh cấm này. Tôi thấy khá tiếc khi chúng ta cần bảo vệ cảnh quan. Cũng tại Mỹ, bãi biển Miami cũng đã đưa ra những biện pháp nhằm siết chặt quản lý như tăng hình phạt cho các quán bar gần biển, cho phép người dưới 21 tuổi ra vào, và việc tụ tập đông người tổ chức tiệc trên bãi biển giới hạn việc bán rượu bia đến 2 giờ sáng. Tại Tây Ban Nha, du khách và các quán bar ở đảo Mallorca có thể sẽ bị phạt tới 3.000 euro nếu sử dụng đồ uống có cồn trên bãi biển. Theo quy định này, các quán bar không được phép đưa ra các gói khuyến mãi nhằm khuyến khích khách hàng đến mua rượu bia. Trong khi khách du lịch nếu cố tình mang đồ có cồn đến bãi biển, say xỉn hoặc chống đối người thi hành công vụ sẽ phải chịu phạt. Trong khi đó, tại bãi biển qua Ấn Độ, nếu nằm thư giãn trên bờ biển với một chai bia hay chai rượu, chắc chắn bạn sẽ phải trả một khoản tiền phạt lớn. Theo đó, nếu uống rượu bia hoặc nấu ăn trên bãi biển, du khách sẽ bị phạt 2.000 rupee. Nếu không chịu trả tiền phạt, người vi phạm sẽ bị phạt tù tới 3 tháng. Động thái trên được Bộ Du lịch Ấn Độ đưa ra nhằm giảm thiểu những hành vi ứng xử thiếu văn minh của một vài du khách trên bãi biển, làm xấu cảnh quan xung quanh. Chuyển động ngày mới tiếp tục với phần cập nhật những thông tin được báo chí trong nước quan tâm đăng tải.
Thưa quý vị, mặc dù sự việc ông Lương Hữu Phước lấy cái chết của mình để phản đối bản án phúc thẩm của Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Phước đã qua một tuần, nhưng những câu chuyện xoay quanh bản án của ông và những động thái của Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Phước và cấp cao hơn vẫn được dư luận đặc biệt quan tâm. Theo báo Tuổi Trẻ đưa tin, đúng một tuần sau khi ông Phước tự tử, chánh án Tòa án Nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh đã ra quyết định kháng nghị giám đốc thẩm theo hướng hủy hai bản án sơ thẩm và phúc thẩm. Như vậy, những sai đúng của bản án cũng như là những kiến nghị của luật sư bào chữa cho ông Lương Hữu Phước sẽ được điều tra lại. Theo quan điểm của phóng viên báo Tuổi Trẻ thì việc ký quyết định kháng nghị trong một khoảng thời gian ngắn là sự nỗ lực của Tòa án Nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, không phải vụ án nào cũng được xem xét nhanh như vậy. Nhiều vụ án phải kéo dài tận vài tháng, thậm chí là vài năm. Tác giả của bình luận, mong muốn của ông Phước là lấy cái chết của mình để thức tỉnh nền tư pháp Bình Phước, hay rộng hơn là nền tư pháp cho những phần người bé mọn, ít hiểu biết, sống ở vùng sâu vùng xa. Cái chết của ông ít nhất đã khiến cho các cấp tòa cao hơn có những hành động thật nhanh và thiết thực khi ra quyết định kháng nghị chỉ ra 6 điểm cần phải làm rõ. Thông tin Bộ Xây dựng nêu quan điểm về việc Bộ Tài nguyên Môi trường siết thực trạng phân lô bán nền được nhiều trang báo đăng tải thu hút sự quan tâm của đông đảo độc giả. Theo quan điểm của Bộ Xây dựng được báo Thanh niên đăng tải, thì Bộ Xây dựng cho rằng dự thảo Nghị định 43 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về sửa đổi bổ sung liên quan đến chuyển nhượng quyền sử dụng đất trong dự án chưa được đánh giá tác động và chưa có quy định xử lý chuyển tiếp. Bộ Xây dựng đề nghị sửa đổi theo hướng dự án đáp ứng điều kiện và thuộc khu vực loại đô thị chuyển nhượng quyền sử dụng đất dưới hình thức phân lô bán nền theo quy định của pháp luật về nhà ở kinh doanh bất động sản phát triển đô thị, bởi hiện nay việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ dự án đầu tư xây dựng ngoài đáp ứng điều kiện theo pháp luật về đất đai thì còn phải đáp ứng điều kiện theo pháp luật về nhà ở, kinh doanh bất động sản và phát triển đô thị. Thưa quý vị, Thảo Cầm Viên Sài Gòn đến nay đã 156 tuổi, là một trong số ít sở thú lâu đời nhất thế giới. Đây không chỉ là nơi vui chơi giải trí của người dân mà còn giữ nhiệm vụ giáo dục, bảo tồn và nghiên cứu các loài động thực vật quý hiếm. Việc bảo tồn phát triển nơi này không phải câu chuyện của riêng ai mà là của tất cả mọi người chung sức bảo tồn báu vật xanh. Tuy nhiên, khi những người đang làm công tác bảo tồn và phát triển tại Thảo Cầm Viên Sài Gòn phát ra tiếng kêu cứu khi thu không đủ chi thì nhiều người trong chúng ta mới giật mình về một báu vật xanh vô cùng ý nghĩa ngay trong lòng thành phố Hồ Chí Minh cần phải được hỗ trợ kịp thời. Trong bài viết chung sức bảo tồn báu vật xanh thì phóng viên báo Sài Gòn Giải Phóng cho biết Thảo Cầm Viên Sài Gòn là đơn vị tự chủ kinh phí. Để phòng chống bệnh COVID-19, Thảo Cầm Viên Sài Gòn đã phải đóng cửa 2 tháng. Nay dù đã mở cửa trở lại sau ảnh hưởng của dịch, nhưng mà lượng khách tham quan Thảo Cầm Viên Sài Gòn vẫn rất là ít. Doanh thu sụt giảm nghiêm trọng khiến cho đơn vị gặp nhiều khó khăn trong việc chăm sóc đàn thú quý hiếm cũng như là chi trả lương cho nhân viên. Và trước những khó khăn này thì Ban Quản lý Thảo Cầm Viên Sài Gòn đã làm đề xuất được hỗ trợ từ Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài việc xin hỗ trợ của Ủy ban Nhân dân thành phố thì sắp tới Thảo Cầm Viên Sài Gòn sẽ tổ chức những show động vật biểu diễn tập tính, quảng cáo giờ cho thú ăn để khách đến xem. Thảo Cầm Viên cũng nâng cao chất lượng phục vụ, nỗ lực kết nối với các cơ sở, công ty du lịch đưa khách đến tham quan. Thưa quý vị, sau dịch COVID-19, phục hồi kinh tế là nội dung được quan tâm nhiều nhất và chính phủ cũng đã chỉ đạo các ngành, các cấp, chính quyền địa phương vào cuộc hỗ trợ. Trong số đó có ngành ngân hàng. Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước khẳng định rằng hàng trăm ngàn tỷ sẵn sàng được tung ra hỗ trợ cho doanh nghiệp. Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp nhỏ đang kêu khó khi tiếp cận vay vốn ưu đãi do những ràng buộc về mặt thủ tục, các thỏa thuận, quy trình thẩm định cho vay giữa ngân hàng với doanh nghiệp. Nguyên nhân doanh nghiệp nhỏ và vừa gặp khó khăn trong việc tiếp cận vốn vay ưu đãi phục hồi sản xuất kinh doanh sau dịch COVID-19 được phóng viên báo Vietnamnet lý giải. Nhiều ngân hàng vẫn thẩm định đánh giá phần lớn các khoản vay bằng tài sản thế chấp chứ chưa chú trọng vào hiệu quả từ phương án kinh doanh. Điều này làm cho các doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp nhỏ và vừa, không dễ tiếp cận nguồn vốn do không đủ các điều kiện vay vốn thế chấp. Bên cạnh đó, một số ngân hàng vẫn có tâm lý ngần ngại khi cho doanh nghiệp nhỏ và vừa vay vì lo họ không có khả năng trả nợ. Điều này khiến doanh nghiệp gặp bế tắc trong việc phục hồi sản xuất kinh doanh. Thưa quý vị, theo lộ trình kế hoạch chuyển đổi nghề cho tàu cá hoạt động nghề lưới kéo và tổ chức lại sản xuất trong khai thác hải sản, thì tháng 6 năm 2020, Bà Rịa Vũng Tàu sẽ chấm dứt loại hình tàu hành nghề lưới kéo. Tuy nhiên, lộ trình này đến nay không đạt được mục tiêu đề ra, thậm chí vẫn dậm chân tại chỗ.
Nguyên nhân vì sao và giải pháp nào để tháo gỡ, đó là vấn đề sẽ được đề cập trong phóng sự sau. Bà Rịa Vũng Tàu là địa phương có đội tàu lưới kéo nhiều nhất nước. Cách đây vài năm, tỉnh có gần 2.000 tàu hành nghề lưới kéo. Nghề này chủ yếu khai thác tầng đáy, có quy mô khai thác lớn, mang tính hủy diệt nguồn lợi thủy sản cao. Trung bình một cặp tàu lưới kéo thu hoạch khoảng 15 tấn cá trong hành trình 20 ngày. Tuy nhiên, sản phẩm có giá trị kinh tế chiếm tỷ lệ chưa tới 50%, còn đa phần là cá tạp. Trước thực trạng này, từ năm 2013, tỉnh đã không cấp phép cho đóng mới tàu cá hành nghề lưới kéo. Đến năm 2017, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã đồng ý chủ trương lập đề án chuyển đổi tàu cá hoạt động nghề lưới kéo và tàu cá hoạt động giang bờ. Tuy nhiên, do thiếu vốn, kỹ thuật và cả nhân công lao động, trong khi chính sách hỗ trợ cho ngư dân chuyển đổi hành nghề cũng chưa có, nên đã 3 năm qua, việc chuyển đổi diễn ra rất chậm, chỉ hơn 200 tàu. Tính đến nay, toàn tỉnh vẫn còn 1.575 tàu hành nghề lưới kéo, nên mục tiêu chấm dứt loại hình tàu hành nghề lưới kéo vào tháng 6 năm 2020 của tỉnh bị phá sản. Gặp khó khăn trong việc chuyển đổi ngành nghề, nhiều ngư dân có ý định bỏ biển. Nhưng bây giờ nhà nước yêu cầu là chuyển đổi nghề nghiệp, thì ngư dân rất là nan giải. Cái thứ nhất là bằng vốn. Nếu mà chiến đấu thì phải cải tạo lại toàn bộ nghề nghiệp, kể cả con người. Thì cái vốn hiện nay mà nếu muốn chiến đấu là một đầu tàu hiện giờ 8 tỷ thì phải chiến đấu, phải có số tiền đó, bằng đó thì chiến đấu được. Ý nguyện của tụi tôi là chỉ làm được ngày nào được, mà khi nào nhà nước mà không cho cái nghề này thành nghề nữa thì chúng tôi nghĩ là dẹp nghỉ luôn, không có nghề nữa. Ông Hồ Văn Ba ở ấp Phước Thắng, xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền, có một cặp tàu hành nghề lưới kéo, cũng cho rằng việc tìm kiếm tài công và bạn tàu để đi biển đã khó. Nếu chuyển đổi sang các nghề khác như lưới rê, lưới vây, lưới chụp thì phải đào tạo lại, khiến khó càng thêm khó. Tôi còn cặp giả cào, mà nếu không cho tôi hoạt động gì cào đâu á, thì tôi đậu bờ thôi, chứ còn chuyển đổi tôi không chuyển đổi lại nữa. Tại tôi đã có hai cái phương tiện mà lưới rê rồi, đó là nó bây giờ không có hiệu quả nữa. Để thực hiện hiệu quả chủ trương chuyển đổi tàu cá hoạt động nghề lưới kéo, ngư dân kiến nghị cần xây dựng chính sách hỗ trợ về vốn chuyển đổi, mở các lớp đào tạo lao động nghề biển chuyên nghiệp và phù hợp với các hình thức đánh bắt mới. Trước những khó khăn hiện tại, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đang xây dựng đề án hỗ trợ chuyển đổi nghề lưới kéo, lấy ý kiến đóng góp từ các sở ban ngành liên quan trước khi trình Ủy ban Nhân dân tỉnh và tỉnh ủy xem xét. Nếu được thông qua, đề án sẽ được triển khai trong giai đoạn 2021-2025. Trong cái đề án chuyển đổi nghề thì sẽ đặt ra những cái yếu tố hết sức là quan trọng. Đó là gì? Là chính sách hỗ trợ cho cái việc chuyển đổi nghề. Và những loại nghề nào là chuyển, và lộ trình của cái việc chuyển đổi đó như thế nào để cho đảm bảo là vừa vẫn phải phát triển sản xuất, vừa chuyển dịch lại cái cơ cấu nghề cho nó hợp lý, vừa đảm bảo cái mưu sinh cho bà con và không lãng phí những cái phần tài sản hiện hữu. Để đề án hỗ trợ chuyển đổi nghề lưới kéo triển khai có hiệu quả, đề án phải đảm bảo tính khả thi cao, phù hợp với nguồn lực của tỉnh cũng như mong muốn của người dân. Chỉ có như thế, đề án hỗ trợ chuyển đổi nghề lưới kéo mới triển khai thực hiện có hiệu quả, không bị chết yểu như một số chủ trương đề án khác, qua đó góp phần nâng cao đời sống cho ngư dân và phát triển bền vững nghề khai thác thủy sản trên địa bàn tỉnh. Thưa quý vị, nghề làm muối vốn dĩ cực nhọc lại bấp bênh vì thời tiết giá cả không ổn định. Do đó, trong vòng 10 năm trở lại đây, nhiều diêm dân đã chuyển đổi sang nghề nuôi tôm và gặt hái được nhiều kết quả khả quan. Chia sẻ ngày mới sáng nay, mời quý vị cùng tìm hiểu một số mô hình nuôi tôm trên ruộng muối hiệu quả tại phường 12, thành phố Vũng Tàu. Theo chia sẻ của ngư dân nuôi tôm trên ruộng muối, khó khăn lớn nhất cần vượt qua khi muốn đầu tư cho mô hình này, đó là phải đảm bảo được nguồn nước sạch. Để nuôi tôm hiệu quả, các hộ nuôi phải dành 1/3 diện tích ao nuôi để làm ao lắng xử lý nước, gồm lắng lọc hữu cơ, ổn định môi trường, diệt khuẩn trước khi cấp cho ao nuôi. Ngoài ra, mỗi năm chỉ nuôi một vụ vào thời điểm thuận lợi nhất, thường từ tháng 3 đến tháng 7 âm lịch, và chỉ nuôi mật độ từ 15 đến 20 con một mét vuông.
Ông Lê Quang Hùng ở khu phố 4, phường 12, thành phố Vũng Tàu chuyển dần từ nghề làm muối sang nuôi tôm sú trên ruộng muối từ năm 2010 đến nay. Trên diện tích ruộng 2.700 m², ban đầu ông chỉ nuôi tôm vào mùa mưa khi không thể làm muối. Nhưng sau thấy nuôi tôm có lãi gấp nhiều lần làm muối, ông quyết định chuyển hẳn sang nuôi tôm, đồng thời thuê thêm đất ruộng để làm theo mô hình quảng canh cải tiến, rồi tiến dần đến nuôi thâm canh. Năm 2018, ông Hùng mạnh dạn đầu tư mô hình nuôi tôm sú thâm canh ứng dụng công nghệ cao. Trên diện tích 1,5 hectare, ông phân thành 2 ao nuôi và 3 ao lắng. Áp dụng khoa học kỹ thuật cao vào nuôi tôm sú nên thu nhập của ông cũng cao hơn hẳn với nuôi tôm truyền thống, với doanh thu gần 1 tỷ đồng một năm. Nói thật ra thì xã hội phát triển, mọi cái ngành nghề phát triển, thì khi mà mình làm muối nó không hiệu quả và cái thu nhập không cao thì mình chuyển sang nuôi tôm bằng cái hình thức là nuôi tôm trên ao đất. Khi nuôi tôm trên ao đất cũng thu nhập và cái kết quả nó chưa được thỏa mãn thì mình sẽ chuyển sang mình nâng lên một bước nữa là nuôi tôm. Thực tế nói là công nghệ cao nhưng cũng chưa phải là cái năng suất vượt trội, nhưng năng suất đó là vừa lòng với cái kinh nghiệm của mình. Thấy mô hình nuôi tôm trên ruộng muối vào mùa mưa đạt hiệu quả, năm 2015, ông Phạm Văn Bạch cũng ở khu phố 4, phường 12, thành phố Vũng Tàu, mạnh dạn chuyển đổi từ làm muối sang nuôi tôm thẻ chân trắng. Với 3 hectare ruộng muối, ông Bạch thiết kế 3 ao nuôi tôm và 1 ao lắng xử lý nước. Theo ông Bạch, để nuôi tôm trên ruộng muối thành công, khâu quan trọng nhất là xử lý nền cho ao nuôi và chọn con giống khỏe mạnh. Mỗi năm nuôi được 2 vụ tôm, thu khoảng 9 tấn. Sau khi trừ các chi phí, ông Bạch còn gần 200 triệu đồng, cao gấp nhiều lần so với nghề làm muối. Thì thấy chi phí rồi giá muối nó thấp quá rồi công cán không đủ chi phí. Cho nên là chuyển nghề luôn, với lại làm muối lúc nào cũng cực hơn. Đầu tiên nuôi thì thấy nó nhàn nhã, nuôi tôm thì nó đỡ gánh vác rồi nặng nhọc. Rồi có vụ thất, có vụ trúng thì nó cũng đỡ. Nuôi tôm trên ruộng muối đạt hiệu quả kinh tế cao nên tại phường 12 thành phố Vũng Tàu có khoảng 20 hộ diêm dân chuyển sang nuôi tôm, trong đó có một nửa số hộ áp dụng các biện pháp nuôi tôm rải bạc công nghệ cao. Thì thời gian vừa qua là cái kết hợp người dân vừa nuôi làm muối riêng nghiệp, vừa là kết hợp nuôi một vụ muối một vụ tôm. Nhưng sau mấy gần 3 năm trở về lại đây á thì cái diện tích muối nó thu hẹp lại, vì lý do là cái giá cả muối nó thấp. Cái thứ hai là cái đầu tư nó về muối trải bạt thì nó là rất là lớn, rất là cao. Về cho nên về cái thu nhập của người dân là không có được bao nhiêu cả. Cho nên bây giờ gần 3 năm trở lại đây là người ta đầu tư về nuôi tôm. Một số hộ khoảng gần 10 hộ người ta nuôi công nghệ cao. Việc chuyển đổi sang mô hình nuôi tôm trên ruộng muối, đồng thời chú trọng ứng dụng kỹ thuật cao vào sản xuất, đã góp phần giúp nông dân phường 12 thành phố Vũng Tàu cải thiện đáng kể thu nhập, qua đó nâng cao chất lượng cuộc sống. Bản tin giá cả thị trường ngày hôm nay sẽ thông tin đến quý vị giá một số hàng nông sản được người tiêu dùng quan tâm. Nông dân thu hoạch thanh long trên địa bàn tỉnh cho biết, hiện thanh long đầu vụ mùa mưa, hay còn gọi là chính vụ, đang được thương lái thu mua với giá rất thấp. Cụ thể, thanh long ruột trắng loại 1 xuất khẩu có giá 5.000 đến 6.000 đồng một ký, loại 2 chỉ được 2.000 đến 3.000 đồng một ký. Với giá bán này, nhiều nhà vườn thua lỗ nặng. Theo nông dân, thanh long chính vụ phải đạt giá từ 6.000 đồng trở lên, nông dân mới có lãi. Thời điểm này, niên vụ muối 2020 trên địa bàn tỉnh đã kết thúc. Mặc dù thời tiết thuận lợi, muối được mùa, nhưng do ảnh hưởng từ dịch COVID-19 nên giá muối chỉ từ 700 đến 750 đồng một ký đối với muối truyền thống, 800 đến 850 đồng một ký đối với muối rẻ bạc, giảm 30% so với năm ngoái. Do giá muối giảm nên thu nhập từ vụ muối năm nay của diêm dân không cao. Tiếp tục chương trình ngày mới là phần thông tin dự báo thời tiết. Mời quý vị cập nhật để chủ động hơn trong những hoạt động của mình. Dự báo thời tiết tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu ngày 8 tháng 6. Hôm nay toàn tỉnh tiếp tục có nắng nóng, tuy nền nhiệt không cao, nhưng không khí vẫn khá oi bức, nhất là thời điểm từ 11 giờ đến 16 giờ hàng ngày. Mức nhiệt cao nhất trong ngày dao động từ 33 đến 35 độ.
sau 16 giờ mức nhiệt giảm dần từ 25 đến 27 độ. Chiều tối và đêm nay, một số nơi vẫn có mưa rào và dông, trong cơn dông có thể xảy ra hiện tượng dông lốc và gió giật mạnh. Theo đánh giá của Đài khí tượng Thủy văn tỉnh, lượng mưa trên địa bàn tỉnh vẫn còn thấp và tình trạng nắng nóng dự báo vẫn sẽ tiếp diễn trong thời gian tới. Khu vực thành phố Vũng Tàu mây thay đổi, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn dông có thể có sấm sét, gió giật mạnh và lốc xoáy. Gió Nam đến Tây Nam cấp 2, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 33 đến 35 độ. Độ ẩm tương đối 78 đến 94%. Khu vực huyện Côn Đảo mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm nay có mưa rào và dông. Trong cơn dông có thể có sấm sét, gió giật mạnh và lốc xoáy. Gió Nam đến Tây Nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất 26 độ, nhiệt độ cao nhất 32 độ, độ ẩm tương đối 81%. Thời tiết vùng biển Vũng Tàu Côn Đảo khá tốt, mưa rào và dông chỉ diễn ra vài nơi. Tuy nhiên trong cơn dông có thể xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, trên biển gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Tại Vũng Tàu ngày 8 tháng 6, mực nước cao nhất 380 cm xuất hiện lúc 4 giờ, thấp nhất 20 cm xuất hiện lúc 21 giờ 45 phút. Thông tin dự báo thời tiết đã khép lại chương trình ngày mới của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Hy vọng là những thông tin mà chúng tôi chuyển đến quý vị cũng là những điều mà quý vị quan tâm. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng với chúng tôi. Một lần nữa chúc quý vị có một ngày đầu tuần làm việc hiệu quả, thật nhiều niềm vui. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những chương trình bản tin thời sự tiếp theo.